Gặp em là anh muốn bấm nút liền. Bình tĩnh đi mấy đứa. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Anh có cây trầu và trái câu, tức là anh sẽ dầm ngõ. Rồi. Cưng, Bông ơi, tay, không còn đi. Suy nghĩ bấm nữa Bông. Không đi cưng. Bấm làm đi. Trước, làm rồi. Trước luôn. Còn tùy bạn gái. Rồi bấm xong. Không? 3, 2, 1. Bấm luôn. Anh ơi, chơi, em nhờ anh tí lại bưng. Có quà hả? Dạ có quà. Rồi em cứ nắm tay bạn gái luôn. Để em lo tất cả mọi chuyện xung quanh. Trời ơi Bông ơi Bông. Tên, Bông đúng là Bông tên, luôn nè Bông tên, ơi. Tên, tên. Đây bạn trai đã chuẩn bị bởi đường xá xa xôi. Mỗi lần đi mỗi lần người khó ta, bạn ấy nói là chuẩn bị sẵn. Nếu mà bấm nút bạn ấy sẽ đem quà ra. Người ta chu toàn tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Nói đi, nói đi Lâm. Em ơi, cau trầu nên nghĩa không thê. Mẹ cha đã định em về với anh. Thì hôm nay nhân dịp một cái có chương trình kết duyên cho hai đứa mình, thì anh có cây trầu và trái câu, tức là anh sẽ dầm ngõ. Và con xin phép mời gia đình, hai đại diện hai gia đình lên cho con tí được không ạ? Trời ơi khó luôn. Mời gia đình nàng gái. Đúng ngày hôm nay ngày vui thì đúng là thật sự có mẹ hơn thì hạnh phúc. Nhưng mà con cũng không biết thế nào nên con phải tự một mình tự mằn mò. Dạ. Em nhận. Dạ em cảm ơn. Trời ơi. Trời ơi. Châu, mọi người ơi, mọi người. Đây là rượu cưới, nè. Đám cưới về. Trà nè. Dạ, em rất là xúc động. Em mở cái này. Bởi vì Lâm giấu mẹ. Cái này là phải tự lo. Chúng ta hãy cùng vỗ tay để chúc mừng cho hai trẻ. Anh thích đi xem phim hay là ăn uống gì không? Em thích xem đá bóng. Anh là cầu thủ bóng đá nè em. Nghiệp dư thôi. À, em thích những người mà biết đá bóng. Anh đá tiền đạo á. Mẹ, hôm nào anh mà đi thì em sẽ đi cổ vũ cho anh. Lúc ạ. Dạ. Nói chung là em mê bóng. Ở đây thì anh cũng có một cái món quà nhỏ tặng em đó, rồi một món quà nữa anh cũng tặng dành em. Dạ. Cứ nhìn cho rõ. Chụp ít quang hả? Dạ em có. Để ban chức em xin chúng vậy đó. Chịu em rồi đó. Chịu rồi đó nha, có đầu tư ghê luôn nha. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow. Trời ơi. Nói cảm xúc liền chứ, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm xúc sao nè? Thật sự là em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng.
cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu hiện nhiều cái nữa, nên là em tạm thời em chưa dám đeo, em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. À, anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. À, chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa, hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. À, anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Em có thể về Long An không? Dạ được. Nếu mà có cơ hội phát triển em phải sẽ về. Vậy anh có thể về Long Xuyên được không? Anh thì sẵn sàng về Long Xuyên. Anh chỉ cần có lý do thôi. Anh chỉ cần có lý do thôi. À, em anh cũng đã bước luôn rồi. Dạ. À, tới đây thì anh cũng có một bài để tặng em. Dạ. À, qua cái lời bài hát thì anh cũng có một vài tâm sự ở trong đó. Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi? Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh rất yêu em rất nhiều. Rồi, hay lắm. Anh thì ít nói nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức để thể hiện cái tình cảm đó. Ít nói nhưng mà phải thể hiện nha anh, chứ ít nói ít thể hiện nữa là em không có hiểu đâu. Anh ít nói nhưng mà anh sẽ hành động. Dạ. Sẽ có ngày em sẽ dắt vợ em lên đây và là khán giả của chương trình này. Rồi, giờ tiến tới nắm tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái, nói đi. Tất cả những lời anh nói là xuất phát từ trái tim anh ra. Thì em cứ việc bấm nút đi. Mọi việc cứ tương lai phía trước cứ để anh lo. Dạ em cảm ơn. Trời ơi đáng yêu quá. Em cũng có bông nhỏ tặng em. Dạ em cũng có một hộp quà tặng anh. Dạ anh có thể mở hộp quà ra. Ở trong đây là cái khăn em đang quen thì lạnh. Khăn ống mình phải chồng từ trên cổ xuống trên đầu xuống. Em quà cho bạn đi. Em sợ mắc mít. Chiếc khăn gió ấm này màu cũng nam tính ghê ha. Rồi trước khi em về ghế ngồi, anh có thể hỏi em một câu hỏi ngoài lề xíu được không? Được anh. Theo em á, thì người ta đo khoảng cách trái đất bằng cách nào? Hai người ngồi gần nhau trong bài Minh Hằng với Tim á. Còn anh á, anh đo khoảng cách trái đất bằng cách này nè. Đúng không em? Thì cũng là gần nhau. Đâu bài thơ của em đâu? Dạ đây ạ. Bài thơ này của em có tựa đề là Anh ở đâu, anh ở đây. Em đã được đi các tỉnh miền Tây, ra tận miền Trung, Phú Yên đầy nắng gió. Em đi hoài không thấy anh đứng đó, chậm lại một nhịp anh đã ở đâu. Bạn muốn hẹn hò đăng ký đã lâu, trước cả thời gian em lặn lội ra Bắc, cọc tìm trâu đi từ Nam chí Bắc. Không cuộc cỡ nhỡ, không thấy cả người thương. Ba chàng trai có ý muốn vấn vương, đã nhiều lần thính bay nơi em đó. Nhưng tim em vẫn đang bật đèn đỏ, mãi chờ anh giờ mới tới đèn xanh. Ôi trái tim yếu đuối và mỏng manh, được bao bọc bởi hình hài mạnh mẽ. Gặp anh đây rồi có phải là ngã rẽ, con đường màu xanh nơi có anh và em. Hay quá. Thơ này là em tự viết. Trước khi tới đây thì anh cũng có một món quà tinh thần nhỏ dành tặng cho em. Anh cũng làm, đây là món tay, món quà tự tay anh làm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày chờ, tháng đợi, năm mong. Gửi em, người anh sắp yêu. Người anh sắp yêu à, em mập, em gầy,
em mũm mĩm, anh đều không biết. Anh chỉ biết là anh sắp yêu em rồi đấy. Anh không phải là những chàng trai trong phim em từng xem, trong những câu chuyện em đọc. Anh yêu em theo cách của anh, cái mà tìm trong phim, trong truyện cũng không thấy. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn bên nhau là được. Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối, đều là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai, ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì. Em đọc xong bức thư xúc động đậy này thì nhớ về với anh nhé. Anh sẽ đợi em. Em đừng đi lạc nữa nha. Yêu em. Ở trên dòng đường đời này á, có nhiều rất nhiều bến đổ. Nếu như mà trên đường đời vấp ngã này anh có thể đi cùng với em thì chắc chắn sẽ là một hạnh phúc và anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Mình nắm tay nhau mình kiểm tra cảm xúc nè Vi, coi thử em nhìn có cảm thấy gì sao nhau, không? Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đấy, hai đứa nhìn 30 giây để xem cảm nhận thế nào về cái người đối diện. Cứ nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Nó có đó, rung động gì chút xíu gì không? Đúng rồi. Hãy nhìn nhau cười thật tươi, thoải mái lên. Em rung anh đúng không? Rồi buông ra, được rồi, được rồi, được rồi. Sao Vi, em thấy sao Vi? Em cảm thấy ảnh là một người rất là tình cảm. Ờ. Dạ. Con mắt ướt. Mắt ướt. Dạ. Hồi nãy giờ em quên em có món quà em muốn tặng cho bạn gái. Em nhắm mắt lại. Trời. Anh sẽ nguyện suốt đời yêu em. Hát tốt, yêu trẻ con, thích đọc sách, hiền, dễ gần. Em không biết uống rượu, ít đi chơi, không hay nóng tính lắm. Bên ngoài dễ nhìn là được, trưởng thành, nhân đảm. Có thể là bảo vệ cho em tại vì tính em cũng là hơi đục ra. Vui vẻ, hòa đồng, chiều chuộng, yêu thương một người con gái. Cũng biết lắng nghe, khuyết điểm của em thì rụt rè, hơi nhút nhát trong chuyện tình cảm.